Ê Quân Quân, trái nhà rồi. Trái gì ông nội? Trái nhà chứ trái gì ông nội? Ở đâu? Nhà mày chứ nhà nào? Trời. Alo. Phòng cháy chữa cháy hả? Dạ đúng rồi anh ơi. Cho em chiếc xe chữa cháy gấp gấp anh ơi. Ủa ở đâu vậy anh? Dạ ở xóm em chứ đâu anh. Mà xóm anh là ở đâu vậy? Dạ xóm em hả? Xóm em là cái xóm thơ mộng, có con sông mộng mơ. Hả? Chiều chiều ra ngắm hoàng hôn đẹp lắm anh ơi. Là ở đâu chờ? Ở đâu còn lâu em mới nói á.